Xin được kính chào quý vị, bây giờ là thời gian của bản tin an ninh cận cảnh, bản tin cập nhật tin tức an ninh trật tự và an toàn xã hội lên sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Như trường sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 16 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An phối hợp với cơ quan chức năng đang điều tra một vụ tai nạn giữa hai xe máy xảy ra trên quốc lộ N2 khiến cho một người tử vong và một người bị thương nặng. Trước đó khoảng 19 giờ 15 phút ngày 15 tháng 9, anh TDM tên gọi tắt 22 tuổi ngụ ở Long An, chạy xe lưu thông trên quốc lộ N2 theo hướng từ huyện Đức Hòa đi huyện Thạnh Quá và khi lưu thông đến km 34 800 thuộc xã Thành Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì xảy ra va chạm với một xe máy khác do anh NQH tên gọi tắt 29 tuổi ngụ tỉnh Đồng Nai điều khiển chạy ngược chiều lại. Cú gia chạm mạnh khiến cho anh H tử vong tại chỗ, anh M bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu, hai xe máy hư hỏng nặng. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Long An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân một nam sinh viên tử vong bất thường trong phòng trọ trên địa bàn phường Cát Lái. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 9, người dân tại giải trọ trên đường số 13, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, phát hiện nam thanh niên khoảng 19 tuổi là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có biểu hiện bất thường, co giật, thở dốc, sau đó toàn thân tím tái. Người dân đưa thanh niên vào bệnh viện Lê Giang Thịnh gần đó cấp cứu nhưng không qua khỏi. Lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân cái chết của nam sinh viên. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để khám nghiệm và điều tra. Và cũng trong ngày 15 tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh Đinh Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân làm ông LTV tên gọi tắt 48 tuổi, ngụ phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang Tháp Chạm, tử vong tại trại riêng. Được biết ông LTV sinh sống một mình trong căn nhà từ đường nằm trong con hẻm thuộc đường thống nhất thành phố Phan Rang Tháp Chạm. Khoảng 8 giờ cùng ngày, một người thân của nạn nhân mua hoa quả về để thắp nhang cho ông bà Tổ tiên, thì phát hiện ông LDV tử vong trong tư thế nằm úp. Theo những người dân sinh sống gần nhà nạn nhân, vào chiều hôm trước có nghe tiếng ồn ào ở phía trước căn nhà của nạn nhân. Ông Lê Đình Hưng, là anh ruột của nạn nhân, cho biết trước đây ông V bị một người hàng xóm đánh bị thương ở đầu, nhưng bộ việc đã được giải hòa. Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình vừa chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Xuân Huyên, 37 tuổi, trú huyện Quảng Ninh, Trần Đình Bảo, 37 tuổi, trú thành phố Đồng Hới, cùng Quảng Bình, vận chuyển trái phép 26 kg ma túy và một khẩu súng ngắn quân dụng, trong đó có 24 kg ma túy dạng hồng phiến và 2 kg ketamine. Theo hồ sơ ban đầu, các nghi phạm lợi dụng mạng xã hội để tìm nguồn từ các đầu nậu bán ma túy ở Lào, sau đó liên hệ mua ma túy bằng cách vận chuyển qua đường tiểu ngạch về Việt Nam, rồi móc nối bán lại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Sau nhiều ngày kiên trì mật phục giám sát di biến động của các nghi phạm, ngày 13 tháng 9, ban chuyên án quyết định tổ chức lực lượng đấu tranh bắt giữ Huyên và Mão khi cả hai đang sử dụng ô tô cá nhân vận chuyển ma túy. Theo lời khai ban đầu, Huyên và Mão đi ô tô vào con tôm liên hệ các nghi phạm phía Lào mua ma túy đóng thành hai gùi, vận chuyển bằng đường tiểu ngạch đến gần khu vực cửa khẩu Bờ Y của tỉnh Con Tôm, sau đó đưa hàng lên ô tô chuyển về Quảng Bình tiêu thụ. Trạm Cảnh sát Giao thông Đồng Phú, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước vừa bàn trao Nguyễn Trần Hồng Phúc, 24 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định, cho Công an huyện Đồng Phú để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và tăng trưởng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào sáng ngày 14 tháng 9, trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú lập chốt kiểm soát giao thông trên quốc lộ 14, đoạn thuộc ấp 2 xã Đồng Tâm của huyện Đồng Phú, phát hiện Phúc điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh dừng xe. Phúc không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Phú đã dùng xe ô tô chuyên dụng đuổi theo hơn 10 km mới chặn bắt được Phúc. Trên đường bị áp tải về chốt kiểm soát bằng xe máy chi phạm, Phúc đã chồm lên phía trước, dàn co và bóp thắng xe khi dừng xe lại phúc đắm nhiều phát vào mặt và bóp cổ một chiến sĩ cảnh sát cơ động người dân xung quanh đã hỗ trợ chiến sĩ cảnh sát cơ động khống chế phúc qua kiểm tra cướp xe của phúc cảnh sát giao thông phát hiện một hộp nhựa bên trong có một bịch ni lông với các vật thể tối màu phúc khai đó là ma túy nên khi bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe phúc lo sợ tăng ga bỏ chạy trong lúc bị áp tải về chốt kiểm soát sợ bị xử phạt nên phúc đã hành hung chiến sĩ cảnh sát cơ động để tẩu thoát qua test nhanh nguyễn trần hồng phúc dương tính với chất ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trang Đức sinh năm 1994, trú tại Đắk Lắk về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2022 đến nay, để có tiền tiêu xài cá nhân, Trần Đăng Đức đã sử dụng mạng xã hội Facebook lập các tài khoản với những thông tin cá nhân, ảnh đại diện giả mạo tham gia vào các hội nhóm mua bán xe ô tô để lừa đảo thông tin của những người có nhu cầu yêu cầu chuyển tiền cọc mua xe, số tiền dao động từ khoảng 10 triệu đồng cho đến 50 triệu đồng. Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản thì đối tượng chặn liên lạc. Bằng thủ đoạn này, từ đầu năm 2024 đến nay, Đức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn cả nước với số tiền trên 1 tỷ đồng. Chiều qua ngày 15 tháng 9, mực nước dùng thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai và sông La Ngà đang ở mức cao. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai đã phát đi cảnh báo lũ trên hai con sông này. Trong đó, mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai và trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà lần lượt ở mức hơn 112 m và gần 105 m trên báo động 1. Khu vực có khả năng xảy ra lũ là từ Thượng Lưu, sông Đồng Nai, sông La Ngà đến các địa bàn huyện Tân Phú, Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, nhiều khả năng sẽ xảy ra các thiên tai khác đi kèm như mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt và sạt lở. Dự báo những ngày tới ở thượng nguồn các sông tiếp tục có mưa. Trường hợp mưa tăng cường, thủy điện xả lũ nước sông sẽ lên nhanh. Người dân đặc biệt là các hộ nuôi cá bè trên sông, nuôi trồng thủy sản gian sông cần chuẩn bị phương án ứng phó với lũ. Thưa quý vị, dù đã qua đỉnh lũ 3 cho đến 4 ngày, nhưng mực nước lũ trên 5 dòng sông gồm sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Quảng Long và sông Thái Bình vẫn ở mức rất cao. Hôm qua trên 5 dòng sông này, lũ vẫn tiếp tục rút rất chậm. Với diễn biến lũ như trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, Tình trạng ngập còn diễn ra tại các vùng trũng, vùng thấp gian sông, bãi bồi ngoại đê chính tại các tỉnh thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Hải Dương. Trong đó, tại Hà Nội, thời gian nước rút ở vùng trũng thấp gian sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ từ 9 cho đến 10 ngày, giang sông Tích khoảng 6 đến 7 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ từ 2 cho đến 3 ngày, sông Nhuệ từ 1 cho đến 2 ngày. Tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình và Hải Dương, thời gian rút nước kéo dài từ 3 cho đến 5 ngày tới. Giữa các dụng không chủ động tiêu thoát thì khả năng ngập lụt sẽ kéo dài hơn. Thưa quý vị, mưa lũ những ngày vừa qua đã khiến cho nhiều địa phương của tỉnh Hưng Yên bị ngập sâu, nhiều xã bị cô lập thiếu lương thực thực phẩm. Trong hoàn cảnh khó khăn chưa dậy, các cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã có mặt kịp thời, sát cánh cùng nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Dầm mình trong nước lũ để đưa dân đi sơ tán, đội mưa giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, lội nước sâu để đưa lương thực thực phẩm đến tận tay những người nơi vùng lũ. Những hình ảnh này trở thành biểu tượng sức mạnh của tình quân dân nơi vùng lũ Hương yên và càng tô thắm thêm về hình ảnh người lính bộ đội cụ hồ trong lòng dân những con bà già mà không đi được các anh ấy có thể cõng lên thuyền lên, lên thuyền lên phà rất là nhiều tình mà thực sự là rất cảm ơn cảm ơn cảm ơn chứ không phải một lần cảm ơn mẹ em thì uh, mắt thì kém gọi là không nhìn thấy gì rồi mù loà lên là em thì vẫn phải là người trực chiến đi đi lại lại gọi là di rời cho mẹ em còn vài ngày qua thì cảm ơn tất cả các anh ở trên quân đội đã đến và tiếp tế đồ ăn thức uống cho bà con những ngày qua các đơn vị vũ trang đã quy động hơn 400 quân nhân thường trực và hơn 3.000 dân quân tự vệ phối hợp các địa phương tổ chức triển khai di dời nhân dân, tài sản và vật nuôi đến nơi tránh trú an toàn, tuyên truyền động viên, hướng dẫn nhân dân sơ tán khỏi vùng gặp lụt. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, chủ động lực lượng phương tiện trang thiết bị ứng phó, cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Ban chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với các ngành tổ chức các cái chốt và lực lượng để canh gác, đồng thời là tổ chức huy động các phương tiện để bảo đảm sơ tán cho người dân ra khỏi vùng lũ lụt và cũng như là bảo đảm cho lưu thông và tiếp tế hỗ trợ các người dân còn lại ở trong khu vực ở vùng lũ. Là khi mưa lũ về thì đã tiến hành tổ chức phối hợp với các lực lượng ra cố đê rồi tổ chức di tán di tản nhân dân ở khỏi vùng lũ. Được lệnh của cấp trên, chúng tôi đã huy động 50 phương tiện, ô tô, tàu xuồng và gần nghìn 3.000 áo phao cũng như pháo cứu sinh để tổ chức di rời nhân dân ra khỏi cái vùng ngập úng như tổng dọn vệ sinh rồi giúp nhân dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Bão cũng đã qua, nước cũng đã dần rút, nhưng những người lính bộ đội cụ hồ vẫn biệt mài giúp dân dọn dẹp xử lý môi trường để sớm quay trở lại cuộc sống bình thường. Còn bây giờ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với An Ninh Căn Cảnh. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Đông An.